Chào ở nhà nhé, hôm nay thì em có về một cái lô hàng địa lan, nhưng mà tuy nhiên thì do cái hàng này nó đi chậm trong xe tầm khoảng 2 hôm thì ra là về đến nơi thì cái nụ của nó hơi thui một chút. Cái lô hàng này nhé em nhập về để em bán 20 tháng 11 đấy, phục vụ nhu cầu 20 tháng 11 để tặng quà cho thầy cô giáo. Tuy nhiên thì do cái hàng nó thui nụ thì hôm nay em sẽ xả cho các bác lô hàng này, và video clip này nó hơi ngắn một tí. Bởi vì sao em quay nhanh cái lô hàng này nhé. Cái lô địa lan cốt sắc thiên hương đây các bác nhìn này. Bông hoa của nó màu xanh ngọc rất là đẹp và cái lưỡi của nó hơi phớt hồng. Cái dòng địa lan cốt sắc thiên hương này mọi năm bán rất là chạy hàng, nên là tại sao lý do là em nhập cái lô này để em bán 20 tháng 1 là như thế. Cây về thì thực ra thì cũng có cây thì nó bị gãy nụ, có cây thì nó thui nụ, nhưng có cây thì một số cái ngòm hoa nụ nó vẫn còn, nên các bác về cứ vẫn chơi bình thường. Và các bác ơi, cái dòng này không phải là nó hết lên nụ là nó hết. Các bác nhìn này, nhiều cây nó vẫn còn tiếp tục, nó đang thêm cả những cái chồi mầm mới này, mầm nụ mới. Tại vì các bác biết không, đây là một chậu nó rất là nhiều giả hành. Đây, những cái chồi mầm mới, nụ mới nó lại tiếp tục nó đâm chồi lên. Một chậu nó nhiều giả hành như vậy, nó không phải nó lên hết đồng loạt một lúc, mà nó sẽ lên thành từng lần. Cái gần hoa của nó rất là đẹp luôn, địa lan cốt sắc thiên hương. Nếu mà các bác chưa chơi loại này thì hãy chơi thử một lần nhé. Hôm nay thì em xả cho mọi người giá lỗ luôn. Cái lô hàng này đáng nhẽ về là em bán 280 một chậu ạ. Tuy nhiên với tình trạng hiện tại thì em xả cho mọi người chỉ có 160.000 một chậu thôi. Bác nào lấy 2 chậu em tính cho bác 300.000 một cặp. Ví dụ như là 2 chậu này là 300.000. Đấy, bình thường mua được một chậu, bây giờ các bác mua được 2 chậu luôn. 280 bình thường các bác mua 280, bây giờ các bác mua 300.000 được một đôi. Rất là rẻ nhá. Còn mua lẻ em bán là 160.000 một chậu nhá các bác nhá. Đấy, cây lá vẫn rất là đẹp thôi, chẳng qua là nụ hoa nó thui đây. Nhiều nụ hoa nó vẫn còn tiếp tục nó đang lên này. Số lượng nó có ít thôi nhá các bác nhá. Nên là em xả cho mọi người với giá này là gần như là bán lỗ lắm rồi đấy ạ. Bao nhiêu ta? Em vừa báo là 300.000 một cặp nhá, mua lẻ là 160.000 một chậu.